Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng và trao đổi với các chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ. Đây là tổ chức tham vấn nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại với nhiều thành viên là cựu Tổng thống và chính trị gia cao cấp của Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước có ngoại xâm, cả dân tộc đoàn kết, kiên cường chiến đấu, quét sạch kẻ thù ra khỏi bờ cõi để gìn giữ vẹn toàn non sông, giành lấy quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc. Sức mạnh để Việt Nam vượt qua mọi gian khó chính là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình và hòa hiếu, hữu nghị, tôn trọng các dân tộc khác. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, hậu quả do chiến tranh để lại là rất lớn, người dân phải gánh chịu mất mát, đau thương. Dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam xác định và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Việt Nam thực hiện đường lối quốc phòng 4-0 là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác, coi trọng sự bình đẳng, lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đa phương và tăng cường phối hợp quốc tế để làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa, chấm dứt xung đột, để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế. Đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch nước khẳng định chưa bao giờ quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp như ngày nay, từ cựu tù trở thành đối tác chiến lược toàn diện và thực sự là hình mẫu về hàn gắn, xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Sau phát biểu, với không khí sôi nổi, thẳng thắn, Chủ tịch nước đã trả lời tất cả các câu hỏi của các học giả, phóng viên về các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ ngoại giao và thỏa thuận tăng cường hợp tác trong phát triển chất bán dẫn. Ngài có thể cho biết Việt Nam sẽ làm gì để thúc đẩy vấn đề này? Để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, trước hết cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam. Tôi cho rằng cái việc công nhận quy chế kinh tế thị trường phải bằng quyết sách chính trị, chứ không phải là bằng lộ trình của các bước đi theo những cái quy định luật pháp một cách cứng nhắc, mà phải bằng quyết tâm chính trị. Bởi vì chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện. Và vấn đề thứ hai là trong sản xuất chip bán dẫn, tôi cũng mong Hoa Kỳ sớm tháo gỡ cái việc xếp hạng Việt Nam trong các cái nhóm nước. Tôi biết hiện nay là luật của Hoa Kỳ vẫn xếp Việt Nam vào cái nhóm D, tức là những nước hạn chế hỗ trợ hợp tác chất bán dẫn và chip. Thì tôi nghĩ rằng cái này là phải tháo gỡ. Tới đây thì Việt Nam sẽ có những giải pháp như thế nào để tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài? Chúng tôi cũng ý thức được rằng đây là những khó khăn mà chúng tôi cần phải tập trung tháo gỡ. Và như vậy, trong chuyến thăm lần này của tôi có rất nhiều lãnh đạo của các địa phương. Bởi vì mọi cam kết và mọi dự án của các nhà đầu tư cuối cùng cũng diễn ra trên một địa phương nhất định. Và sự hỗ trợ tích cực của người đứng đầu của các địa phương sẽ là chìa khóa rất là quan trọng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư khi đến Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của người Mỹ gốc Việt trong tiến trình thúc đẩy hợp tác hai nước. Trong 40 năm đổi mới vừa qua, đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, trong đó có vai trò đóng góp của Việt Kiều ở Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới.
trăm nghe không bằng một thấy. Tôi hoan nghênh tất cả những người Việt ở Hoa Kỳ dành cơ hội về Việt Nam để thấy được cái thực tiễn ngày càng thay đổi của đất nước Việt Nam và chia sẻ hơn với cái sự nghiệp mà nhân dân Việt Nam hiện nay đang hướng đến.